Đợt bán tháo ở các thị trường chứng khoán trong năm nay gây thiệt hại nặng nề cho các tỷ phú. Theo bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg thì 50 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Những tỷ phú bị ảnh hưởng lớn nhất thì hầu hết có liên quan đến công nghệ, lĩnh vực chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá cổ phiếu trong 2 năm qua nhưng đang sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn. Sau đây là 10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất từ đầu năm 2022 đến ngày 25 tháng 5 theo dữ liệu từ Bloomberg. Đứng đầu là ông chủ của sàn tiền điện tử Binance Changpeng, Zhao. tài sản 16 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 79,8 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm nay, Bloomberg lần đầu tiên đưa ra vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 96 tỷ đô la Mỹ. Doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc này cũng là tỷ phú giàu nhất lĩnh vực tiền số, theo ước tính của cả Bloomberg và Forbes. Tuy nhiên, các loại tiền mã hóa lao dốc mạnh trong thời gian qua đã khiến tài sản của Zhao bốc hơi gần 80 tỷ đô la Mỹ. Trong Pengrao, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó và lớn lên tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Zhao thành lập Binance vào năm 2017 và dần phát triển nó trở thành một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới. Đứng thứ hai là CEO Meta Mark Zuckerberg, tài sản 60 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm là 65,5 tỷ đô la Mỹ. Mark Zuckerberg là đồng sáng lập và CEO Meta, công ty mẹ Facebook. Năm ngoái vốn hóa Meta từng có thời điểm cán mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên hiện chỉ còn hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Zuckerberg cũng là một trong những tỷ phú có tài sản giảm mạnh nhất năm 2022 từng có mặt trong câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ đô la Mỹ, nhưng CEO 38 tuổi hiện không còn nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Tháng 10 năm 2021, Mark Zuckerberg đã đổi tên công ty từ Facebook thành Meta, thể hiện rõ tham vọng phát triển từ mạng xã hội đơn thuần sang một công ty vũ trụ ảo. Meta sở hữu nhiều sản phẩm như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Mới đây, Sheryl Sandberg, người được coi là cánh tay phải của Zuckerberg, đã thông báo rời khỏi ghế CEO Meta. Tiếp theo là ông chủ Amazon Jeff Bezos tài khoản 130 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 62,7 tỷ đô la Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, tài sản của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon từng vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên con số hiện nay chỉ còn 130 tỷ đô la Mỹ. Hôm 28 tháng 4, Amazon công bố kết quả kinh doanh quý 1. Theo đó, hãng ghi nhận mức lỗ 3,8 tỷ đô la Mỹ, trái ngược với lợi nhuận 8,1 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm 2021. Đây là quý đỗ đầu tiên của gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ kể từ năm 2015. Doanh thu Amazon cũng chỉ tăng khoảng 7%. Đây là tốc độ chậm nhất trong khoảng 2 tập kỷ do người tiêu dùng trở lại với thói quen chi tiêu tại các cửa hàng trực tiếp nhiều hơn khi đại dịch lắng xuống. Thứ tư là CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk, tài sản 208 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm là 61,8 tỷ đô la Mỹ. Dù mất gần 62 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm, Elon Musk, CEO Tesla vẫn là người giàu nhất thế giới Tính đến thời điểm này, Musk cũng là tỷ phú duy nhất từng đạt mức tài sản 300 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 4, tỷ phú 50 tuổi đưa ra đề nghị mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau đó CEO Tesla đe dọa hủy bỏ thỏa thuận nếu công ty này không cung cấp dữ liệu chính xác, các tài khoản giả mạo và bot trả lời tự động. Đứng thứ 5 trong danh sách này là tỷ phú Bernard Arnault, tài sản là 129 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 49,3 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú giàu thứ ba thế giới Bernard Arnault đã chứng kiến tài sản bốc hơi 27% trong 6 tháng đầu năm. Phần lớn tài sản của Arnault và gia đình đến từ cổ phần tại tập đoàn xa xỉ LVMH của Pháp. Tập đoàn này nắm trong tay hàng chục thương hiệu nổi tiếng bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Hublot, Tiffany. Tiếp đó là Mackenzie Scott, tài sản 25,5 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 30,8 tỷ đô la Mỹ. Mackenzie Scott trở thành tỷ phú khi hoàn tất việc ly hôn với người đồng sáng lập Amazon Jeff Bezos vào tháng 7 năm 2019. Tiểu thuyết gia được nhận một phần tư cổ phiếu của chồng cũ tại Amazon. Cổ phiếu công ty này giảm mạnh thời gian qua khiến cả Jeff Bezos và Mackenzie mất hàng chục tỷ đô la Mỹ. Mackenzie đã ký Giving Pledge cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản theo ước tính của Forbes vào tháng 4, bà đã cho đi khoảng 1 phần tư cổ phiếu của mình, quyên góp 12 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động từ thiện với tốc độ nhanh hơn bất kỳ tỷ phú nào trong thời hiện đại. Thứ bảy là tỷ phú Larry Page, tài sản 99,4 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 29 tỷ đô la Mỹ. Giống như nhiều tỷ phú công nghệ khác, Larry Page, đồng sáng lập Google cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khi cổ phiếu ngành này lao dốc. Larry Page rời khỏi top tỷ phú có tài sản 100 tỷ đô la Mỹ nhưng vẫn là người giàu thứ năm thế giới. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 của Alphabet, công ty mẹ Google, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Doanh thu quý 1 tăng 23% lên 68 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn con số 17,9 tỷ đô la Mỹ ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2021. Thứ 8, đồng sáng lập Google, tỷ phú Sergey Brin tài sản 95,3 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 28,3 tỷ đô la Mỹ. Tương tự Larry Page, tài sản của Sergey Brin cũng xuống dưới mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Năm 1998, ông cùng với Page đồng sáng lập Google trong một gara ở Melo Park, California. Năm 2004, Google trao bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO và đưa hai nhà sáng lập trở thành tỷ phú. Năm 2015, Google thông báo kế hoạch tái cấu trúc và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet Cuối năm 2019, Larry Page và Sergey Brin tuyên bố giờ chức CEO và chủ tịch của Alphabet, nhưng cả hai vẫn nằm trong hội đồng quản trị. Vị trí giám đốc điều hành do người đứng đầu Google, Sander Pichai, đảm trách. Thứ 9 là Brandcoist Bettencourt Mayer, tài sản 69,2 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 24,4 tỷ đô la Mỹ. Brandcoist Bettencourt Mayer, người thừa kế đế chế mỹ phẩm L'Oreal là phụ nữ giàu nhất thế giới hiện nay. Bà Mayers là cháu ngoại của nhà sáng lập L'Oreal, là một dược sĩ thương mại người Pháp. Người đã phát minh ra công thức nhuộm tóc mới vào năm 1908, được gọi là L'Oreal. Sản phẩm này giúp cho gia đình Skuller trở nên vô cùng giàu có. Và người thứ 10 trong danh sách này là tỷ phú Binges, tài sản 115 tỷ đô la Mỹ, giảm so với đầu năm 23,4 tỷ đô la Mỹ. Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, hiện là tỷ phú giàu thứ tư thế giới. Gates cùng với Elon Musk, Jeff Bezos và Bernard Arnault là bốn người có tài sản trên 100 tỷ đô la Mỹ. Năm 2000, Gates rời khỏi vị trí CEO Microsoft ở tuổi 45. Ông trở thành người đứng đầu mảng thiết kế phần mềm, trong khi Steve Ballmer trở thành CEO của Microsoft. Đây cũng là năm Gates thành lập quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Tháng 3 năm 2020, Bing Gates tuyên bố rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft, chức vụ cuối cùng tại tập đoàn phần mềm do ông sáng lập.